là ông nguyên ở trung đoàn 174 đấy. Đây là trung đoàn của vụ ngày xưa đấy. Trang nhân dân quốc là một phòng. Có thể các đồng chí chưa có nghe danh bác rồi. Đồng chí đích vụ trưởng đây chính là bác anh hùng La Văn Cầu, anh hùng toàn quốc La Văn Cầu. Bác đã được chủ tịch Hồ Chí Minh là ký sắc lệnh là phong tặng là anh hùng toàn quốc trong đại hội thi đua nước lần đầu tiên. Đây là trung đoàn của cụ ngày xưa, cụ trở về với đơn vị. Chúng cháu là rất mong muốn là được lưu lại cái giây phút lịch sử này, sự kết nối giữa thế hệ cách mạng cũ với lại thế hệ trẻ hiện nay. Các cháu thế hệ cán bộ trẻ, chiến sĩ trẻ ngày nay nguyện tiếp bước các thế hệ lão thành cách mạng đi trước, và đặc biệt là noi gương học tập anh hùng La Văn Cầu. Tất cả các đồng chí đứng ở phía sau, các đồng chí đứng ở các hàng ngang phía sau, hàng ngang phía sau. Quyết chiến quyết thắng. Mời chị Hằng đứng ở giữa để chụp ảnh lưu niệm với trung đoàn 174. Anh em đông lắm mà mình không được bắt tay được hết thì bắt tay đại diện thôi, không có mệt đấy các cháu ạ. Vâng. Báo cáo cụ, đây là tiểu đoàn 18, một tiểu đoàn có truyền thống và là tiểu đoàn trực thuộc của sư đoàn hiện nay. Đây là cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 18. Tôi chỉ vỗ tay. Cán bộ tiểu đoàn vào thôi. Xin trân trọng cảm ơn cụ. Con là tiểu đoàn thông tin 18 ạ. Dạ vâng. Tự hào lắm các chú. Được gặp các chú thế này là tôi đấy, hạnh phúc lắm. Không hạnh phúc nào bằng. Xin cụ thông ơi, chúng con chụp một cái kiểu ảnh đấy. Mời các đồng chí đứng lại ngang ngang vào. Chúng tôi theo đường chung núi rừng, từ cực bắc xa xôi vượt trường sơn ra tây Sài Gòn yêu dấu, chẳng đường dài chiến đấu.